Chào mừng sự trở lại của các bạn cùng với kênh Tri Thức Quanh Ta. Các bạn thân mến, trong bữa cơm hàng ngày thì các bạn thích ăn những món nào nhất? Thịt hay cá? Nếu cá thì các bạn thích cá đồng, cá sông hay cá biển vậy? Tôi thì một trong những tín đồ của cá biển các bạn ạ. Tôi nhớ có một lần cách đây cũng chưa lâu, tôi mới sực nghĩ ra một thắc mắc rằng tại sao thịt của những con cá biển mà mình ăn mỗi ngày lại không bị mặn mặc dù chúng sống ngoài biển. Chắc cũng có nhiều bạn thắc mắc lắm phải không? Nhưng chúng ta sợ bị cho là ngớ ngẩn nên ít khi đề cập đến câu hỏi này phải không nào? Đừng lo, hôm nay mình sẽ giải đáp thắc mắc này cho những ai đang còn tò mò nhé. Bắt đầu thôi! Trong biển khơi có vô vàn các loại cá sinh sống, trong đó có rất nhiều loại cá là món ăn ngon được mọi người ưa thích. Tôi có thể kể như cá nục, cá thu, cá đuối v.v. là những loại mà ta hay dùng trong bữa ăn thường ngày. Nước biển thì vừa mặn lại vừa đắng, có chứa thành phần muối lớn. Theo đo đạc, nước biển có chứa khoảng 3,5% lượng muối nhé. Cá dưới biển tất nhiên là luôn uống nước biển để duy trì sự sống rồi. Thành phần muối sẽ thẩm thấu vào cơ thể cá. Thế nhưng tại sao thịt của cá biển lại không bị mặn hay đắng? Và đặc biệt chúng ta thấy lạ hơn khi nếu chúng ta chế biến, chúng ta ướp cá với muối thì lúc đó thịt cá lại mặn. Sao vậy nhỉ? Và tôi đã tìm được câu trả lời rồi đây. Cá sống trong nước biển, chúng ta có thể phân chúng thành hai loại lớn nhé các bạn. Thứ nhất là cá xương cứng và thứ hai là loài cá xương mềm. Xương cứng thì phổ biến rồi, còn loài xương mềm thì có thể kể đến vài loài, chẳng hạn như cá khoai, cá mòi các bạn nhé. Đối với cá xương cứng, trong mang của loài cá xương cứng có một loại tế bào có tác dụng đặc biệt gọi là tế bào tiết ra muối. Tế bào tiết ra muối có thể tiết ra thành phần muối. Chúng có thể thu hút thành phần muối ở trong máu. Sau khi cô đặc, chúng tiết muối ra ngoài cơ thể cùng với dịch nhớt. Ồ, một cỗ máy linh động phải không nào? Đúng là trời sinh ra nhiều thứ thú vị phết các bạn nhỉ? Và vì các tế bào tiết ra muối này luôn làm việc với hiệu suất cao nên cơ thể cá luôn giữ được thành phần muối thấp. Ra là vậy. Còn đối với loài cá xương mềm thì sao đây? Vì các loài cá xương mềm trong biển giữ cơ thể có thành phần muối thấp là cả một khả năng, tức là nó khó khăn hơn so với những loài xương cứng các bạn ạ. Thường trong máu của các loài cá này có chất ure nồng độ cao, khiến cho nồng độ máu cao hơn nồng độ nước biển. Như vậy có thể giảm thiểu sự ngấm vào của thành phần muối. Vì vậy thịt của chúng vẫn luôn không bao giờ bị mặn. Quá tuyệt vời phải không nào? À, nhân đây tôi cũng muốn khuyên các bạn là không nên vì thích mà ăn cá biển quá nhiều đâu nhé. Bởi nó cũng không tốt lắm đâu, cần đổi món liên tục đi ha. Một tuần chỉ nên ăn 2 lần cá, mỗi bữa ăn khoảng 1 lạng cá để cung cấp hàm lượng axit béo omega 3. Cách chế biến tốt nhất là nướng lò hoặc luộc hấp. Chúng ta vẫn thường có thói quen và sở thích là ăn cá rán, nhưng phải rán thật giòn phải không? Sai lầm rồi nhé các bạn, nếu rán quá kỹ thì những giá trị dinh dưỡng từ cá dễ biến mất lắm. Vậy thì ăn chi ngon cái miệng thôi chứ về mặt giá trị dinh dưỡng thì không có nhé. Không nên ăn cá khi đói bởi nó có thể làm tăng lượng purin chuyển hóa thành axit uric gây tổn thương ở mô và là nguyên nhân chính gây ra bệnh gút. Một căn bệnh vẫn thường được gọi với cái tên là bệnh nhà giàu, nhưng kỳ thực nguyên nhân chính thường là chúng ta ăn sai cách thôi các bạn ạ. Lưu ý giùm mình nhé. Không nên ăn gỏi cá hoặc sushi vì nó chứa nhiều vi khuẩn, ký sinh trùng trong cá sống. Tốt nhất là nên nấu chín cá trước khi ăn để đảm bảo sức khỏe nha các bạn. Những người bị ho lâu ngày hoặc đang dùng thuốc điều trị không nên ăn cá để tránh dị ứng. Bên cạnh đó, nó sẽ khiến bệnh tình của bạn nghiêm trọng hơn. Các bạn nên chú ý để giữ gìn sức khỏe thật tốt nha. Video hôm nay của Tri Thức Quanh Ta đã giải thích cho các bạn vì sao cá sống trong nước biển mà thịt lại không bị mặn. Các bạn đã ghi nhớ rõ chưa nào? Bây giờ có một ngày nào đó chẳng hạn con của mình có tò mò hỏi câu hỏi ngộ nghĩnh này thì tự tin là mình sẽ trả lời và giải thích được cho con rồi nhé. Bên cạnh đó thì video hôm nay cũng hướng các bạn đến những cách chế biến kiêng khem để giữ gìn tốt nhất, trọn vẹn nhất giá trị dinh dưỡng của thực phẩm dầu omega 3 và DHA này.
Chúc các bạn luôn mạnh khỏe. Xin hẹn gặp lại các bạn trong cuộc đồng hành tiếp theo để tìm hiểu những điều thú vị và mới lạ khác nhé. Xin chào!